Khi đoàn làm phim Hành trình Việt Nam biết được thông tin tại Hà Tĩnh, những người công dân khai thác Titan phát hiện ra một ngôi đền cổ đã bị vùi lấp hàng trăm năm nay. Bị lôi cuốn bởi những hành trình khám phá đầy hấp dẫn ly kỳ của nhà khảo cổ lừng danh, đoàn làm phim quyết định lên đường để tận mắt chứng kiến ngôi đền cổ bị vùi lấp và tìm kiếm những thông tin xung quanh nó. Câu chuyện về ngôi đền cổ được phát lộ xảy ra vào một ngày cuối năm 2011 khi sĩ nghiệp Titan huyện Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh đang trong quá trình khai thác quặng Titan thì phát hiện một số hạng mục công trình kiến trúc cổ có dấu hiệu bị vùi lấp trong cát. Lần theo những thông tin có được, đoàn làm phim đã tìm đến khu vực có ngôi đền. Vị trí của ngôi đền thuộc một làng chài ven biển. Đến đây trong một ngày trời xanh bát ngát và cái nắng như muốn chiếu sáng vạn vật càng làm nóng hơn niềm đam mê khám phá đền cổ của các thành viên trong đoàn làm phim. Trong lúc làm việc thì có người là phát hiện được là ngôi đền họ và mọi người trong cái tâm trạng là phấn chấn và có những có ý thức trách nhiệm thì dừng khai thác máy móc lại để dùng khai thác thủ công để khai quật ngôi đền để giữ nguyên bản của ngôi đền. Nguyên trạng của ngôi đền này đến độ sâu cát lấp là khoảng 7-8 mét. Nó thành một hòn cát. Và độ sâu là khoảng 10-12 mét. Thì nó đất nó trập từ từ, không phải trập nhanh, nhưng trập từ từ trập xuống là lôi ra hai con ghế là hai cổng á. Đầu tiên là lôi ra bọn tôi mới bảo vệ xóm, bảo vệ sĩ nghiệp, bảo vệ xã là lúc đó là ngừng lại không sản xuất nữa. Anh Thắng cho biết khi phát hiện ra có một ngôi đền cổ dưới lòng cát sâu, trong tâm trí anh cũng như những người công nhân đang làm việc lúc đó cảm thấy như một sự mách bảo linh thiêng đang hiện hữu trong họ. Những người công nhân khai thác quặng Titan từ lâu đã quen sử dụng những cỗ máy lớn chuyên dụng phục vụ cho công việc của mình. Nay phát hiện ra sự có mặt của ngôi đền cổ, mọi người bảo nhau phải khai thác hoàn toàn thủ công, từng chút một vì sợ dùng máy móc sẽ ảnh hưởng đến kiến trúc và các hạng mục của ngôi đền. 5 mét từ giữa thân cây mới có những xuống tầng đáy, tầng tảng lên ạ. Đào khoảng 5 mét khi này bắt đầu mới thấy hai con ghê ạ. Hai con ghê sau khi này mới đào dân xuống thì cái tảng, thấy những cái hù đó, toàn bộ hù có những tiền. Tỉ mỉ và cẩn trọng, cung kính và thành tâm, những công nhân khai thác quặng Titan miệt mài làm công việc phát sinh một cách hứng khởi và vui sướng. Họ làm việc giống như những nhà khảo cổ thực sự, và rồi hai con ghế đá, hạng mục đầu tiên được phát lộ của ngôi đền đã hiện ra. Những hạng mục đầu tiên của ngôi đền được phát lộ với những họa tiết còn khá rõ nét, khiến cho người ta liên tưởng tới một ngôi đền thờ thành hoàng làng ở cách đó không xa. Và điều đặc biệt là ngôi đền này được người dân trong làng coi là rất linh thiêng. Sự tương đồng về những chữ khắc, những họa tiết, kiến trúc của ngôi đền bị vùi lấp và ngôi đền thờ thành hoàng làng linh thiêng này khiến cho đoàn làm phim đặt ra nhiều câu hỏi. Biết đâu đó cũng là một ngôi đền thờ thành hoàng làng hay chỉ là một ngôi miếu nhỏ ven biển. Từ xa xưa khi mọi thứ còn hoang sơ, cuộc sống của những người dân vạn trải ven biển chịu phụ thuộc vào hoàn toàn thời tiết, thì việc cầu mong cho mưa thuận gió hòa luôn luôn là mong ước lớn nhất của họ. Có lẽ cũng chính vì thế mà họ đã xây dựng lên ngôi miếu như thế này để cầu an và truyền tải những điều mong cầu nguyện ước của mình tới đấng siêu nhiên. Và cũng rất có thể ngày xưa ở sát ven biển, nhưng do sự xâm thực của cát và biến đổi khí hậu mà nó bị vùi lấp dần theo thời gian. Tất cả những câu hỏi được đặt ra về sự tồn tại của ngôi đền cổ đều chỉ nhận được câu trả lời là giả thuyết, những điều không chắc chắn. Ngay cả những già làng nơi đây, những chi tiết liên quan về ngôi đền của họ cũng chỉ là mang máng. Trong ký ức của người đàn ông này, ông chỉ còn nhớ sơ sơ rằng hình như có một ngôi đền ở phía dưới, nhưng sau đó người ta đã xây một ngôi đền khác trồng lên trên nền lớp cát phủ lên ngôi đền cổ. Một thời gian sau đó, không biết lý do tại sao mà ngôi đền mới xây dựng bị tàn phá. Khung gỗ của ngôi đền được người ta mang về dựng lên ngôi đền này. Cho tới ngày hôm nay, đền vẫn tồn tại. Trong suốt hành trình khám phá ngôi đền cổ bị vùi lấp, đi hết chỗ này đến chỗ khác, đều chỉ nhận thông tin không mấy chắc chắn, làm cho đoàn làm phim không thực sự thỏa mãn sau chuyến khám phá của mình. Trong quá trình khai quật thì bước đầu xác định là ngôi đền cái diện tích của cái đền thì khoảng độ 4-6 mét vuông. Nhưng mà cái khuôn viên của đền thì khoảng độ 20-50 mét vuông. Bảo tàng Hà Tĩnh là về đây khai quật và xác định đấy là một ngôi đền từ
cách đây khoảng độ vài 200 đến 300 năm. Đấy, thì do ngư dân người ta xây dựng lên. Thật may sau đó, một thông tin được báo chí đăng tải đã giải tỏa được những băn khoăn thắc mắc của cả đoàn. Đó là mới đây, Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch Hà Tĩnh, Bảo tàng tỉnh này cùng Ủy ban Nhân dân huyện Kỳ Anh đã tổ chức hội nghị báo cáo sơ bộ kết quả khai quật ngôi đền cổ bị vùi lấp sâu trong cát tại Cồn Tròi, xã Kỳ Khang, huyện Kỳ Anh. Theo báo cáo sơ bộ vết tích ngôi đền vừa được phát hiện, có hệ thống tường được xây bằng gạch nung, gồm hai cột nanh có chiều cao 1,80 m, đế rộng 0,36 x 0,36 m. Trước mỗi bức tường đắp nổi một con ngựa chiến. Cổng vào đền chiều rộng 1,70 m, hai bên tả hữu là hai cột nanh gắn với tường có chiều cao 2,85 m. Chân đế trụ hình vuông, phía trước đắp nổi hai câu đối chữ Hán gắn bằng mảnh sứ men lam. Kình Thiên Nam Đối Cao Sơn Thọ, Tiếp Địa Đông Lai Đại Hải Trường, tạm dịch là: ngôi đền này phía nam đối mặt với núi cao đời đời, phía đông tiếp đất lại có biển lớn dài. Cách cổng đền hơn 1 mét là tắc môn hình chữ nhật. Phía trước tắc môn có hình hộ phù được trang trí hoa văn bằng mảnh sành sứ, mắt hổ được gắn thủy tinh. Phía sau đền 4 cây chòi, thân cây bị vùi lấp dưới cát sâu gần 6 mét nhiều chục năm, thậm chí hàng trăm năm. Căn cứ vào các hạng mục công trình, các hiện vật mà nhóm khảo cổ khai quật được có thể khẳng định ngôi đền mang phong cách kiến trúc thời Nguyễn khoảng cuối thế kỷ 19, đầu thế kỷ 20, thờ một vị thần theo nghi thức truyền thống vùng Hà Tĩnh. Nguyên nhân khiến ngôi đền bị bỏ quên trước khi bị cát vùi lấp cũng đã được các nhà chuyên môn nhận định. Theo đó, vết tích ngôi đền vừa được phát hiện là đền Đức Ông, thuộc Cồn Chỏi, làng Chảo Nha, Tổng Đậu Chữ, nay là thôn Tiến Thành, xã Kỳ Khang, huyện Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh. Một làng cổ có nhiều dòng họ sinh sống như họ Hồ, họ Tô, họ Hoàng, họ Trần, họ Đào. Nhưng định cư lâu đời nhất tại ngôi làng cổ này là dòng họ Tô, đã trải qua 9 thế kỷ, khoảng 200 năm. Do biến động của lịch sử vào những năm giữa thế kỷ 20, dân làng đã phiêu tán ra các làng khác định cư. Vì vậy, khu Cồn Chỏi, nơi có đền thờ Đức Ông trở nên hoang vắng, bị lãng quên, theo năm tháng ngôi đền bị cát vùi lấp. Vậy là nguồn gốc và nguyên nhân ngôi đền cổ bị vùi lấp hàng trăm năm đã dần được hé lộ. Nhưng có thể xung quanh nó còn rất nhiều điều bí ẩn mà cho đến thời điểm này chúng ta chưa thể biết hết được. Và cũng có thể ở đâu đó trên mảnh đất hình chữ S này còn có những công trình ẩn sâu trong lòng đất với những điều bí ẩn chưa được khám phá.